Trung kia chào anh em nhé, hôm nay có ba bác trai ở tận Ninh Bình đến nhà em xem xe và mua xe nhé. Đấy, bây giờ các bác cứ thoải mái, em tư vấn cho bác trực tiếp để các bác nghe trên mạng là nó là thực tế. Tức là những cái gì em nói trên mạng là em phải nói chuẩn. Nếu không chuẩn em đăng lên mạng, các bác có quyền kiến nghị em. Em để... Em lấy cái xe mà em bảo 50 triệu mang lên chẳng hả? 50 triệu trên trên kia quá. Trên kia. Trên tầng 2. Trên tầng 2. Đi đây anh em lên tham khảo cho đây em. Hơn 50 triệu. Đấy đi. Không, các bác đến đây rồi thì các bác lại thiện chí đúng không? Còn các bác không ưng thì các bác không mua là quyền của các bác. Còn em nói lại một lần nữa là cái gì xịn em nói là xịn. Đấy. Em có thể cộng tiền đồ ra cho các bác được mà, với cả phải nhớ đấy, em dựng mới nó khác. Còn các bác mua cũ như này này, nó sẵn rồi nó khác. Đấy. Nó khác nhỏ chỗ đấy. Đây đây anh ơi, đi này luôn đi, nhiều người đi này này. Đỡ phải trèo. Em mới lắp hơn tỷ cái thang máy này. Lên đi thì. Đó. Kéo lên á. Đó. Đi lên thôi, để em mới thuê thợ lên đấy, thì mới cho xe lên được. Và YouTube của em mình xuống xem. Em chỉ cần các anh chị hiểu đúng một điều là em nó xịn là xịn. Đấy, em khẳng định như thế nhá. Không, không phải, đã nói xịn là phải xịn. Chứ nếu em nói xịn về, anh chị bảo không xịn thì chết em. Tối nay thì để YouTube này anh xem nhá. Vâng, tối cho này đi YouTube luôn. Tối nay cho cái video lên YouTube. Đấy, quay mặt bác. Con nào xịn nhất mang về chứ? Xịn nhất thì nó hơn 100 cơ. Nhưng nó mọc, nó cũ. Còn đây dọn mới rồi. Đây. Đây. Đây con kia bác kìa. Đấy, con 54331 kìa, 54431 đấy. Đấy. Bây giờ nếu các bác đoán được con này của em bán bao nhiêu tiền và kia giả bao nhiêu không bán, các bác đoán được thôi. Các bác đoán được cái biếu của bác 10 triệu. Nếu đoán được con xe này, em khẳng định không bao giờ ngờ luôn. Đấy. Đây con này nhé bác nhé. Đấy. Em có thể cộng đồ lên cho bác đủ số tiền em nói. Ờ à, thì đúng rồi, bác không thích màu này thì em lại vòng em khác được. Cái này là củ này thì lô, nhưng nắp là nắp mới tinh xịn. Đấy, nhưng bác vào nó xịn, củ xịn em vào được. Con này để cao đấy. Đúng không? Để cao đấy. Nhưng anh hiểu ý của em không? Tức là bác thích xịn đúng không? Em vào xịn cho bác được. Cũng như câu chuyện bác là người trên mạng đến đây đúng không? Thì bác bảo kia nơi sao không vào này củ xịn này nuôi khách hàng thế này cần thế thôi. Đấy thì bây giờ em vào củ xịn cho bác được. Đây là như này này, đúng không? Cần chưa? Đấy. Thì em vào cho bác. Em vào cho bác. Bác cả nơi trưng, em sẽ vào cho bác ưng thì thôi. Nhưng bác mua tầm 25 thì nó thật bác làm sao được như này. Không phải tiền ít mà. Người ta chỉ cần mua tầm đấy thôi. Đấy. Nếu bây giờ bác thích nhá. Nếu bác thích con này 25 triệu. Bây giờ bác thích con này. Không, đây em bảo nếu bác thích con này 25 triệu đúng không? Em hạ xuống 25 triệu trong bác chiều nay. Em hạ xuống em bỏ hết đồ ra em cho vào như con dưới kia. Bác thích em vào thì em đấy. Đấy. Con này tầm bao nhiêu? Con đấy mỏng mộc, nếu anh lấy con đấy thì chỗ anh em lấy nhanh con đấy cho bác nhá. Là 45 triệu. Đấy, lấy nhanh đấy. Con đấy cái đồ zin cũng nhiều. Con này nhìn trông... Đó là mộc, đồi cao. Tem zin, cốp zin. Không, tem zin xấu thế tử, tem zin như này. Chứ không, tem zin mà anh... Anh thích cái mẫu tem nào? Không, cái tem đây này. Tem... Tem gì trước anh hay đi nó gần gần kiểu này. Thì nó là con tem đỏ thế mà xưa tem gì cả. Không, bây giờ anh phải xem kiểu nào thì em sẽ tìm cho anh kiểu đấy. Bây giờ cái quan điểm rõ ràng là anh chị phải cho em xin là anh chỉ mua tầm này thôi. Với cái tem này em sẽ xem có duyệt được không nào, cứ thế anh mình vào việc. Chứ ngồi chọn thì nó nhiều. Chỉ cần cho em cái mẫu này. Tem này có. Tem mới có. Đây em có. Tem này, có. Tem này, tem này, tem này. Rồi. Đây kiểu này có không? Đây. Ở đấy cũng có. Ừ. Chỉ là dán là xong mà anh. Đấy. Đấy mình về như tem này là bí này. Ừ. Nhưng mà theo em cái tem xanh kia đẹp hơn. Ông nhìn kia nó có luôn đi ông kia này. Đấy. Đúng rồi. Là bình xịn. Kia nó kia. Đấy. Anh nhớ bộ kia. Không, tem này cái tem này thì bí này. Thì tem đấy với tem kia giống nhau thì em đầu tiên cho anh xem đấy. Tím mẹ mình sẽ nạp phải dán là thôi, em lại phải dán vào. Đấy. Tem đấy chính là kia, cái tem anh thích kìa. Đấy, cả bộ cốt luôn ném vào là xong. Cũng đồng cái bình đấy nhưng bây giờ 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí mười mấy triệu.
Thế cho nên là xe nó không có giá ở chỗ đấy. Người ta không hiểu là mình sẽ rất là khó giải thích. Đây này, bộ của anh đây này, nó là một bộ này. Đấy. Bố sẵn luôn đấy, bố ấy bộ đẹp đấy. Để em nhìn đây, nó khác. Để em phải, ở trên đây có bình không zin không? Không có rồi. Bình không zin này, chỗ này nó tròn xe. Còn chỗ này nó vuông này. Đấy. Đấy. Chính là tôi nhìn con này tôi vẫn nhìn vẫn mắt. Con này nó là xe mộc. Con này đồ zin gần như kín luôn. Vẫn là ư con này hơn. Đấy, nó xinh nhan chưa vào cho vào thôi. Đấy nhá. Em nhìn khẳng định anh vậy thôi, anh nhìn con này. Vâng. Thì em đã giải thích cho bác rồi. Là zin hay không là em vào được. Đấy. Và hai ông tướng này này, con này anh được này. Anh thích kia này vào mới. Trông nhũ nhãi con, chính con đi còn ra máy còn đẹp hơn con này là máy đẹp hơn con này. Thì nó bảo là nhà em tầm nào chả có, 25 triệu. Thì bảo em này 25 triệu kia thì là nó chỉ đồ nó không phải áo zin. Đúng rồi, còn máy móc, máy móc làm hết, tất cả đồ zin hết. Thế thì cũng chẳng biết thế nào. Đúng rồi, không thể biết được đâu. Trung quy này những tầm hai mấy được xe gần như giật hết. Đúng rồi, giật hết đó. Em đố bác đi tìm hoa nào mà zin hết ở đây. Làm gì có. Cái mới trên này khả năng nó còn, nói chung tầm 5-6% còn đồ đang đồ xịn của theo xe. Quan trọng đừng mà bác cứ nói cái tầm nào thì em tư vấn tầm đấy. Nhưng mắt tôi nhìn thấy ông Thủy không? Trong trong ba cái con này là phải con này. Mắt tôi nhìn ba con này. Đúng rồi, ưng á, mình phải thích á. Bây giờ đưa cho bác con 100 triệu bác mà nhìn nó xấu xấu bác không mở thích. Con này, này nhìn tôi nhìn con này, nhìn nó còn cứng hơn con này. Con này 96 ấy, em nhỉ? Chắc là 96 đúng không? Đúng rồi, 97, 98. Đấy, tức là ông vậy thì như xe giật thì xuống dưới thì dễ. Đấy, xuống dưới đi. Thôi. Đấy. Quan trọng em nó bảo. Đúng rồi. Quan trọng em nó bảo ông buôn tầm tiền nào ấy. Đúng rồi, chuẩn đấy. Nhanh. Em vẫn chưa thấy bác nói ra đây, em chưa dám nói. Bác chỉ cần nói là anh mua 25 triệu. Chú lọc con 25 triệu cho anh xong. Tập trung 25 triệu thôi. Anh thích tem nào, em có tem đấy cho anh. Cái tem này với em nó đơn giản lắm. Chứ bây giờ cứ... Đúng rồi. Em không nói bác cái giàu hay nghèo nhưng bác bảo tao chỉ mua tầm ấy thôi. Thế tao trải nghiệm, tao đi lại cà phê. Có ông nhà ông ấy thiếu gì tiền nhưng mà chỉ mua con 30 triệu mà tao chỉ mua 30 triệu thôi, không mua hơn. Đúng không? Nhưng có những ông nhà có khi đi vay ấy bảo tao cố đi mua con 100 triệu. Bác cứ khiêm tốn đi. Chỉ bán xe win thôi. Mình có thị trường. Không ai xem là được. Em làm lâu chưa? Em làm phải nếu là xe máy từ 2005. Không, làm win là từ 2019. Rồi. Mình em một kiểu. Đấy, bác ra lỗ thử con 25 triệu như em nào nó như thế. Thật. Tôi em là... em là chuyên ship tận nhà các bác thôi. Tôi các bác đi thử. Đang tầm là bắt đầu đã là máy thì là ngon hết. Đúng rồi, đúng rồi. Kể cả con xe như em 10 mấy triệu ra bác cũng phải ngon đây. 25 triệu này. Đấy, xe nó giật. Đúng em bác thích đây. Đây mình bác hỏi em bình zin bình nô thì đây em giải thích luôn. Đấy. Em bảo rồi, kể bác không mua em vẫn vui vẻ đây này. Đây này, bình nô bác thấy chỗ này nó vuông không? À nó tròn không? Đấy bình zin này nó vuông góc này. Nó đẹp hay không một cái bình. Đấy. Đây nha, em lổ máy cho bác thử nhá. Ví dụ lổ máy cho bác xem con 25 triệu có ngon hay không nhá. Bác có tin được con 25 triệu em máy lắm, còn ngon cả con 450 triệu. Vì nó xe cũ, đây là mới rồi. Còn quy trình ở trong nhà. Nhưng anh hỏi em máy là máy xịn quá. Em khẳng định là xịn. Em khẳng định là xịn. Không, máy làm hết rồi. Làm lại hết mới. Làm hết đều. Sao cứ bỏ cái mới này? Thì em làm lại mới cơ. Làm lại hết. Xịn đúng rồi. Con này đổ xăng chưa anh em? Chúng quy là con này giật hết đấy không? Thủy có xác định là cái tầm này là giật hết đấy không? Đây rồi, con này. Đây. Được, được, thoải mái. Kịp vô này, cho ra đi. Nhưng bác đừng cháu ga, dân lên. Tầm này ta đang nghỉ. Bác đi thoải mái. Ngồi từng tiếng. À, cứ đi. Ui, này luôn luôn nó nhẹ rồi. Anh đi ngày xưa rồi, anh lại thấy có nhẹ nhiều rồi anh. Nhẹ, bác về mua. Nhẹ không là nó còn do. Bây giờ lại đi xe đạp. Đặt nhẹ phát nó lổ mà.
quen khôn, mà. Khôn nó cắt quá, khôn nó. Không phải chưa quen chưa nhả, nhưng bọn em nhả cắt đi được ngay. Trời. Đấy. Con này hết xăng đấy. Như anh hỏi chú này, như con này bây giờ chú bán bao nhiêu? Để hình ảnh này. Như con này nhá, là zin khẳng định bác là zin hết, nhưng đây là khách gửi em dọn. Có hiểu không? Của ông Tự, nhà ở Hà Đông, Hà Nội. Bác này rất nổi tiếng ấy, nhà bác là từ thế kỷ thứ 17 ấy. Em có quay video em đăng hết rồi đấy. Như con này, nếu con này đi thị trường thì bán im này thì em mua bán được bao nhiêu? Im thì thường như con này nếu mua mà như bác ấy để con xe này mua tầm 30 triệu. Đấy, thì bác ấy nói đấy. Em sợ hơn đấy, nhưng mà bác lại không bán. À, bác kia chưa biết đi, để lâu không đi là quên cả về số. Kệ. Quan trọng là số thôi. Anh nói thật em là, đấy cũng như em nói đấy. Là thậm chí là ý định mua cái tầm 2-3 triệu thôi, nhưng 5 người cũng có, mua 100 triệu cũng nguyên bản. Thì đấy, em bảo rồi mà, nó cũng có giá. Tức là cái này vấn đề vẫn là do mình. À. Ví dụ như bác Khái nói rất đúng. Nếu bác trai đã thích nhá, kể có 100 bác mua, bác đã không thích, bây giờ cho không người ta không đi cơ. Cái xe này nó thuộc dạng là cho không ai đi cơ. Đấy. Đây, quay bác này. Đấy. Ngoài bác này, bác này ngồi xe cũng đẹp hết đây này. Quan trọng là kinh tế bác đi tầm nào thôi chứ còn. Máy từng tiếng đúng không? Cái đèn này không nổ chẳng có tối là thế đấy. Nó tối đấy. Bác ấy cân nặng bằng hai người thì như thế. Bác đi từ từ, đi nhanh vút ra lên, chả lẽ em đi vòng cho bác nhìn thì. Nhanh ấy, mấy cả xe pin này nó lại đi thanh cảnh, chứ không phải đi để mình đua, đi phân phối lớn. Đúng rồi. Bác cứ thoải mái mà, em cũng quan trọng đâu mà. Nhưng theo em, nếu mà các bác mà tầm này mới đi xe 2-5 triệu là không nên đi. Em khuyên thật. Không, nhưng mà khả năng anh thì cân đối một con xe anh xem nó đẹp lắm. Ở trên Hà Nội. Nó bán bao nhiêu ạ? Nó bán 50 triệu rồi, gìn hết luôn. Thì em bảo bác 50 triệu, bác thích đây nhá. Bác nghe em nói, để em giải thích này. Như bác Trang này vừa hỏi em đúng không? Bác phải nghe rõ câu chuyện. Từ từ phải phân tích được con này. Con này 25 triệu nhà em khẳng định là không có gìn. Đúng không? Được chưa? Nhưng mà nó là dọn mới. Còn nếu cũng 25 triệu nhá. Bác có tin nó zin kín xe luôn. Cũng 25 triệu có, nhưng cái zin nó dùng được hay không mới là quan trọng. Thì cũng như câu chuyện cái zin này của bác tập đây, cũng zin hết đây. Bác gửi cho em, chốc em sẽ tháo tung mảnh cho em làm dọn mới lại. Cũng zin kín xe luôn. Em khẳng định là zin nhá. Em khẳng định là zin nhá. Đấy, em khẳng định có zin hết cơ. Nhưng zin về nhà nó như thế này. Như bác vừa nói câu kia là ui, con kia đẹp đấy nhưng mà cái con kia 4-5 triệu, ví dụ thế. Nhưng mà nó xấu rồi. Con trên xe hạng zin hết đấy. Đấy. Cũng thế em là ở một con nữa này, tại sao 50 triệu gì hết nhưng con 100 triệu cũng gì hết. Thế dại gì phải đi mua con 100. Thế thôi, em chỉ nói thế thôi. Ví dụ cũng cái nắp này nhá, nó không bị chấm này, chấm này giờ này. Nếu cái pha này giờ trị giá chỉ còn có 300 hay 500. Như nếu cái này nó nhập nó lên 2 3 triệu ngay, nó chênh cho 10 lần. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy không? Là không có cạnh tranh ai, cũng bao đồng. Đấy. Hay. Còn các bác đến nhà em là em thứ nhất là rất cảm ơn, kiểu mua được không em vui vẻ lắm. Nhưng các bác chỉ nhớ mà các bạn đã là không có giá trị thật win này đâu. Như bữa em nói, thích là được, phải thích ạ. Đấy. Bác, nếu mà hôm nay chẳng qua không tiện ấy, cho bác đi con trên nhà với bác chỉ. Con đấy của em nói giá bác không mở tin được giá bao nhiêu. Cái con ở giữa, con em Malaysia hơn 200 triệu. Là có khách đặt rồi, bác Đức ở Hà Nội bác đặt rồi. Đấy. Như đây này, bác thích thì trải nghiệm con này này, 0357 này, cũng được này. Đây này, đồ zin nhìn nó khác hẳn chút này. Nó thấy đồ gì này chưa? Khác hẳn chưa? Nó chỉ hơn 30 triệu, 30 triệu. Nó 30, 25 triệu khác nhau rồi. Còn một chiếc xe bác, nếu bác mà xác định dọn mới, bác chỉ cần đầu tiên cái thụt nhìn nó đúng thụt zin này. Bình xăng mới yên, nó xịn là được. Đấy. Ba thứ đấy là cái xe nó khôn lên rồi. Những xe này khách gửi dọn lại hết. Những cái này dọn rồi này. Nó xấu hay đẹp là do kinh tế của khách. Khách chỉ có 25 triệu nhưng cứ bảo lắp đồ zin vào. Ai chẳng muốn lắp nhưng em bỏ tiền túi em lắp à? 25 triệu chỉ là cái xe để cho các bác thích đam mê và tiền gọi là vừa đủ để mình trải nghiệm. Bác thích con nào đi cũng được. Đấy, 30 triệu. Nhưng mà bác có đi thử nó cũng giống con 25 triệu đấy thôi. Nó giống nhau hiền. Đây bác đi thử đây. Thoải mái. Chẳng qua là bác cái thứ nhất là cân nặng bác hơi hơn người ta. Xong là bác cứ đi chậm thì xe này này. Còn đây là đều củ máy đẹp. Còn đây. Đấy, đúng rồi. Bác rất tinh. Con này em mới bán này. Máy zin nhá. Quả này củ máy bây giờ. Củ máy nó khác bao tiền rồi. Nói thì nói, bác nhìn một con máy dọn mới, một con máy dọn mộc nó khác nhau hoàn toàn. Quan trọng
nhà em là em làm dâu cho họ, nó khác nhau. Như bác thích dọn mới thì em phải chiều bác dọn mới. Nhiều người bảo là cũ được kệ tao phải zin. Mà zin kín xe luôn nhá, này. Có cái sinh nhà bên này mất này. Mất này, cái sinh nhà sau hình như còn. Bên này là 97 nhỉ. Đây sinh nhà còn này, đấy sinh nhà này còn này. Còn này mất đấy. Cái mất cũng yên. Yên này bọc lại. Đấy vỏ. Con này đều, con này, chính con này nó đều. Sò. Gì á? Bác nhìn đôi vành nó đẹp không? Bác nhìn cái vành trước à? Nó đẹp không? Vành zin đẹp không? Cái này tao mua núi về. Không, này, tức là mua tất cả các không, để hết ở ngoài xích lại. Ai lấy cái xe này đâu mà. Đấy, bác nhìn thấy kín xe, 60 xe đang chở dọn đây thì giờ ăn Tết rồi, năm chỉ dọn được 10 con. Ít nhất còn 50 con. Vâng. Còn 2 thợ nữa. Con này thùng bệ này đẹp, con này đều xe. Em còn một cửa hàng dưới kia nữa nhưng mà cái kho thì em mới chuyển lên đây. 390. Đúng rồi, 390 liên kiệt. Con này như này thì hiện đại đẩy im này là bao nhiêu? Như con này đấy. Em đẩy ra tầm 40 triệu. Đấy. Đẩy im này thì là kích. Nhưng mà ví dụ các bác ơ cái này lô đúng không? Em chỉ lại vào phát là được mà. Ý năm vào. Cái này giỏi năm vào mất triệu nữa, 500 nữa, 1 triệu nữa là cùng, nếu là khác chưa. Cái này cũng là thế thôi nhưng mình vào thì quan trọng vẫn là vào tiền. Anh ưng cái loại này, chơi cái loại này anh đi thích. Những bác này bác thích mới, em chỉ nói qua là biết là thích mới hơn. Chồng mới. Nó bác nhìn con xe kia nó đẹp như thế, bác bảo là không bình thường. Anh nhưng mà anh ra ưng con chơi khổ hơn, anh tham khảo chứ. Đúng rồi. Nhưng mà anh toàn tập luôn. Nếu 50 triệu mà Jin toàn tập đẹp, bác lên lấy cho em. Nó có được cái này không? Thử được cái này không? Ông vỗ ngay thì quyền, nếu kể tôi là bạn đâu, ông vỗ ngay. Ờ đúng rồi. Đúng không? Anh em rất thật. Em còn đang, em còn lắm không? Gì cả, chỗ quốc lộ 6 á. Nhưng mà dân bán à? Hà dân chứ. Ủa thế thì vốc ngay. Vỗ luôn. Mai tôi xem luôn, luôn mà ý là gì? Em là nó, em nó đem như này, như này. Đổi góc, đổi thế đi. Em nói thật đấy bác nhá, phải nhờ có em nó bằng luôn. Cái này em nói bác nhá, em chỉ khuyên bác câu này này. Nếu bác mới xem qua ảnh thôi ấy thì là vứt. Không anh đi rồi. Nhìn nếu như thực tế rồi thì lên lấy. Ngày xưa tôi đi mình mãi biết rồi. Cũng được, nhưng con này không, cái này nó nói. À vậy à. Nó màu này à? Kiểu như này. Kiểu em cái màu như này. Không, màu như này mà. Có ảnh không? Nhìn là biết. Bác cho em nhìn ảnh thôi là biết. Em mà chụp lại. Nhìn cái này thôi. Này này bác nhá, em đố bác làm được cái đồ bò nó bọc như này được. Không thể làm được. Nó là thời gian. Đấy, cái từ thời gian nó quan trọng. Màu tem nó tem gì đúng này luôn. Đúng tem gì này luôn. Con này đời 95. Đúng tem gì này luôn. Đúng tem gì này luôn. Cẩn thận nhá, bây giờ thuốc nhiều lắm. Em là người thực tế nhất đây. Em đã bảo rồi các bác mua không em quan trọng, nó thật lòng đấy. Nhưng mà em muốn các bác phải mua được đúng chất lượng của nó. Không, anh hiểu. Chứ làm gì có chuyện bọn em là thợ ví dụ thế. Mua dân thì được, mua dân thì ok. Có những người ta nhưng với người ta 5 triệu là với người ta nghĩ là to đấy, nhưng với bọn em 5 triệu nó không to đâu. Như con đấy 95 94 như con này là 97 tầm rách con này. Như con này là... Thôi nhìn tầm này con này tôi ưng. Thế ông đấy phải cảm ơn em đầu tiên. Cảm ơn vì bác xuống đây bác ấy thích con đấy. Nhưng mà bác phải lên bác xem kỹ lại. Cái máy móc xem nó có zin không. Cái máy không zin nhá, giá trị nó chỉ còn 30 nhá. Nó chỉ còn 30, còn dân bác mua của người dân ấy, nó nếu lợi được ấy là bác phải mua được người ta nó cần bán. Đấy, còn bác mua người mà người ta sành sỏi thì bác không ăn ở đâu. Ăn ở đâu nữa. Bác nhìn cái đầu bò nó kinh đúng không? Này này đầu bò này mới đẹp. Đấy bác nhìn đôi lóc này đẹp không? Trông nhìn nhũ như này nhìn nhảy như nó để nó tức là nó là gọi là combo. Con này bao nhiêu, con này có khách chưa? Em bán rồi. Bán rồi à? Vâng. Con này là con tôi ưng. Cái tầm tiền như này. Thế cũng như em nói, anh mua tầm bao tiền thôi, tầm như người không có đi vay lãi ngày, mua 100 triệu vẫn mua. Đấy. Thì như vậy, anh em rất thật như vậy đúng không? Không, em nhiều là các bác đến nhà em là em vui thật luôn, nhưng mà vấn đề em chỉ mong các bác mua đúng giá trị, không đến lúc như nhiều người nhá. Cứ bảo Kiên ơi, sao chú dọn cao đâu, 20 triệu. Hôm nào anh biết địa chỉ em, hôm nào anh sẽ xuống cho lấy em một con. Anh chỉ dọn 10 triệu thôi, chứ anh không dọn 20 triệu. Thế này em mà thế thì em không làm. Xong đi dọn cho khác 10 triệu, dọn lên nó đúng như lòng lửa. Bảo ông nó sao lại, lại alo cho em dọn 20 triệu, tôi vứt không 10 triệu đi. Đây, em nói thẳng 25 triệu nó chỉ có cái toàn đồ lô, em nói thẳng là lô chứ em có nói là zin đâu. Em không bao giờ cãi zin với lô. Riêng em bảo lô là lô, zin là zin. Còn các bác mua không được quyền các bác. Con này thùng bệ của nó chưa đập đụng mới nhìn nó cũng... Đúng rồi. Đấy, chưa đập, ba đập. Còn xe cũ thì nó không... Thường Win hay đập phải cái này này. Đúng rồi, đúng rồi. Đập này là méo bên này. Đầu gáo. Cái video này tối em sẽ đăng lên các bác xem. Đầu gáo này. Đổi thế, đổi góc quay cái thứ. Con này như này ngừng. Đấy. Các bác cứ tham khảo thoải mái. Em nó ở thêm mấy em mặc binitilin quay cho các bác này, nó mới nét được đây. Thằng em này nó không biết quay đâu.
Dạ. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà cái con năm em nói bác con 50 triệu đấy bác lên mua. Nếu đúng đẹp mà đầu vỏ mốc đẹp hơn thế này. Gặp phải em lấy luôn. Chẳng em hỏi bác ở đâu. Đi xem đẹp kỳ luôn. Ừ, vậy còn đấy thì nếu như đúng không? À, gì phải vội vàng. Ờ thì cứ đi xem thử. Rồi thì cứ là tiền nhà thì nói là đây, biết là chỉ chú lên trên đây. Em hiểu anh, mà. Anh là cái dạng không, bác ơi, em nói bác này, bác em rất là chân quý, bác hiểu về nó. Nhưng mà bây giờ nhá, để mà xe thì rất nhiều. Nhà em có rất nhiều xe, mà không có xe. Đây này, đây bác thích em cho xung kho bãi em xem kho 110 triệu của em. Để bác có hứng mà mua con 50 triệu đấy. Cái con 50 triệu đúng như bác tả nhá, nếu máy zin mà đồ đẹp như này, đấy là bác tả thôi. Em cũng mua. Em cũng mua chứ không phải là bác nữa. Vì bác mấy khi gặp được người dân đâu. Nghe có những người dân nó nghĩ này này. Ui dồi ngày xưa mua mới 30 triệu với 40 triệu. Bây giờ bán 50 triệu có lãi. Nhưng người ta không hiểu được. Đã bán đi rồi nhá. Mua là mua đâu. Không mua lại này cân đối tí. Anh mua đơn giản đi, anh muốn đi bán xe anh đi nhiều. Đấy. Không, bác gái thì thường thường các bác gái thì không sẽ không thích cho chồng mình mua xe win nhiều tiền. Không phải họ tiếc đâu. Mà vì họ không đi được. Đấy là điều đơn giản. Đấy, nhưng mà riêng quan điểm của em thì nếu mà bác mới đi con 25 triệu này thì chắc chắn nó là em không nói là siêu phẩm gì, nhưng bác sẽ yên tâm được từ đầu nuôi là không bao giờ sợ hỏng vặt. Nó chỉ xấu thôi. Còn xe win thì nó luôn nhẹ mà nhá. Xe win nó nặng đấy thì nó chỉ làm gì, nó luôn nhẹ, win nó rất là nhẹ. Đấy. Còn nếu mà bác muốn nâng cấp nó lên, nâng cấp kiểu là vào thêm củ máy mình làm chế độ là hai thêm 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu vào củ máy mình làm củ máy lên chế độ thì nó sẽ ngon hơn nữa. Còn đèn tất cả đều đầy đủ hết chứ làm gì có chuyện không đầy đủ, chẳng qua là nó sáng, phải không? Nhìn thấy rồi. Ví dụ cái này lô em xin cho bác, tức là theo yêu cầu. Nhà em gọi là theo yêu cầu. Đấy. Chứ còn có 50 triệu nếu mà thật lòng mà nó đẹp thật, chỉ sao bác mất công mới đi thôi. Vì bác phải, tức là bác hiểu qua với Win. Chứ bây giờ đồ giả zin ấy, nó nhiều lắm. Nó như zin cái bô này nhá. Đây cái bô này thì ai chỉ như lô. Nhưng đầy cái bô mà em thật bác em chấm hàng là giống zin luôn. Còn củ máy đẹp như kia không phải dễ kiếm đâu nhá. Không làm được nó kiếm gì hết ở đâu. Cũng như thằng em gì đó nhà nội nó chuyên bông gym với kể con bô gym bô đúng mùi. Mười mấy triệu đúng không? 35 triệu. À bô xem thái đúng không? 1955. Đấy thì ạ. Nó bán như thằng đấy gọi này là gọi là không bán rẻ. Thế đừng gì thằng em gì nó cũng chuyên gym thái. Thằng Cường à? Cường thế nào? Bán đúng giá trị. Nhưng mà gym của em, gym với cả Uy này không so sánh nhau được. Không nào anh nhá, nên chú thưởng con là đáy về con thì tầm như vậy trở lên kìa. Đấy, thiếu gì đâu. Những cái con đấy bác xem em vừa đăng lên phát khách đấy luôn, em toàn đăng lên lại. Đây bác nhìn con này này, đây nhìn con này đẹp này. Này chẳng qua nó mộc rồi. Đúng rồi, nhìn. Quan đây này. Đây, bác hỏi bác. Con cái tem thì không quan trọng nhá. Không, kiểu anh em thì tem. Đây bác nhìn đầu bò con này đẹp không? Đây là xem lấy về em chưa động chạm cái gì. Đây bác nhìn đầu bò này, đây chào em. Đấy. Em chưa đăng lên đấy. Em chỉ đăng một lần thôi. Đây, đây. Con này đấy, củ máy nó phải như vậy. Đây nó bẩn nhá, em để bẩn nhá. Bác nhìn đầu bò này. Đấy bác bỏ bác kia ra nhìn đầu bò. Bác gái thì không đây, bác nhìn đi. Cái đầu bò này mốc chưa? Tem trắng tinh. Quay vào đây. Quay thẳng ở đâu bác nhìn này. Nó nhìn đầu bò đẹp không? Đúng không? Máy zin. Kể cả như giả dụ như nó đang như này nhá. Nhờ em làm luôn được, máy nó kém làm luôn được đấy. Bác hiểu ý em đấy. Đấy, nên, đấy mới này, là người hiểu. Cái này là máy kiểu này tầm này nhá. Giả dụ sẽ có thể cam mà máy nó kêu. Anh này anh nhìn này. Không, con này không kêu. Anh cái nhìn này. Con này không thích đâu. Anh đúng rồi. Đấy cái mua hiện trạng này xong hẳn nếu giờ mua hiện trạng này xong em làm cho anh mà hẳn như này. Đúng rồi. Toàn đóng hơi lên. Đấy là người. Đấy. Không, con này em khẳng định bán máy zin nhá. Ý như như vậy. Máy zin đầu bò zin. Còn bác nhìn bẩn em không nhận là bẩn. Em có nói là đẹp đâu. Đấy. Nhiều người ta bảo cứ phải zin. Đấy. Con này đứng tay nắm zin luôn. Bô zin hết. Ờ đúng rồi. Đấy nhưng con này nó chỉ này nhìn hẳn như vậy trong đầu bò nó bốc tách rồi nhìn. Nhìn đầu bò, đây là nó đắt ở cái giòn này thôi, trắng xóa này. Đây là xe em chưa động một cái gì luôn. Đấy, đây mọc của dân vậy đấy. Nó không có thời gian mà động ấy chứ. Con này em không, chắc là bác không, em không nói nữa. Vì em có video công khai con này giá bao nhiêu trên mạng, em muốn mua bao nhiêu công khai hết được rồi. Mấy chục thôi. Em chỉ biết mấy chục thôi. Tôi nhìn nó gửi là tôi mới tính xem mặt Phương. Nó đắt là cái máy zin thôi nhá, cho nên rất là khó nói. Tức là bác nhìn đây này, cái xe của em ấy. Em không muốn nhìn tất cả mọi thứ, em nhìn mỗi cái doang này thôi này. Ừ. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Em nói đúng không? Em là thợ em mua đến 50 triệu được. Bất ngày nói chung là. Con này của em zin hết nhá, đừng nói cái gì lô với em. Này. Mỗi hộp cái doang cái đây em kể cho, con xe này của em không phải đời cao đâu mà đời thấp. Nhưng ông chủ xe đấy ông lại thích đời cao, dám lẹ lẹ này vào.
Bây em đi em chỉ ném lẫn to mà là xong. Còn tất nhiên nhìn cũ ở trên bô này, bô jean nhá. Một cái bô jean mà đẹp như này không phải dễ đâu nhá mày nhá. Bô jean mà còn trắng đẹp này này. Đấy. Giữa 222. Đời thấp. Đời 94-95 chuẩn. Nhưng mà khách người ta vào em được, bây giờ em chỉ ném cái bộ em giống bác là xong. Đấy như cô Nhung Thủy nói có gì Hà Đông ấy chắc nó được đem, nó là loại như này. Đúng rồi. Như cái này nó dán lên là đem rách. Đúng rồi. Em đâm lửa. Người bác bảo anh thích cái kem đấy em cho vào là xong. Rồi. Thế vì bọn em làm nghề ra sao em chiều các bác trên xe mãi. Con này không qua được. Con này 94-95 đâu phải là 222. Vành bánh zin hết nhá. Tao nhìn vành bánh zin hết mà xem để bẩn luôn đấy. Rồi từ chân trống nhá. Còn... 50 triệu bán rồi nó thêm thôi đúng không? Làm gì có ăn. Em cũng mua. Cho nên là có những cái cuộc vui này, bác đến nhà em bác được lựa chọn. Đúng không? Nhưng mà có đến chỗ khác chỉ một lần dân người ta bay ngay. Có này em nói ra để mình bác sợ luôn. Em nhập đúng 59 triệu video vẫn còn. Vì nó máy zin đơn giản thế thôi. Nhưng vậy còn những cái nạt vặt này này, với tay em chỉ 2 triệu. Đẹp ngay. Em bây giờ em chỉ cần cho cái bộ bình cốt bác thích vào là xong. Là đúng lời luôn. Nhưng con em quá bận không thể làm được. Con này như anh ấy là như ý của anh ấy, nếu mà là máy kém thì nếu ý như vậy là máy nguyên rồi, máy này là máy không có thì anh gom đồ thôi. Đúng rồi, chuẩn. Đấy thôi. Đấy là ý là con này của bác nhá, bác chỉ mua tầm 20 triệu. Mua xe cũ ấy, 20 triệu bác về bỏ ra khoảng 10 triệu hoặc là 20 triệu 40 triệu xe bác trộn vẹn luôn đồ zin mà lại mọc. Đúng không? Nhưng mà em bảo rồi, một củ máy zin này có ông nào ông cãi nhau với em này không, mà bây giờ tao mua vào 3 40 triệu củ máy zin là có thể đào rồi. Vì mọi thứ nhá bác có thể vào được nhá. Đúng không ạ? Nhưng mà riêng củ máy nó không vào được. Tức là máy nó đã ra rồi nó mất giá đúng không? Nó đắt là đắt là củ máy zin. Hay mà... cái hay còn ốc quần hạ của nó vẫn còn zin. Nói mình gom lên nhìn chỗ nó còn đây như đây ốc này ở trên dầm dật. Đấy. Đấy, dầm dật thì của nó vẫn còn gòn của nó. Đấy. Còn bác bảo cái xe cũ này này, đây này xinh nhan zin nó phải có lớp chứ. Đúng rồi. Lớp thì bọn em về bọn em phải bọn em làm lại. Bọn em vì này này, nhà em có rất nhiều xe. Ví dụ 100 con xe mua về như này kiểu gì chả có 1 2 củ zin củ cao su để zin em thay vào. Đấy, cho nên nhà, tại sao mà có những cái các bác đi mua mà mắt cũng có. Nhưng đến em khi em cho không. Còn tất nhiên nhìn thế này bảo tương cái tiền không ai ra mua đâu. Nhưng mà nó là giá trị ở cái máy zin. Ví dụ cũng cái máy này bây giờ, ví dụ nhá em kể lại này. Ví dụ cái máy này bây giờ chỉ cần 4 con ốc này. Nó thay cái doang này rồi. Thì nó chỉ còn 25 triệu đến 30 triệu thôi. Nó không còn được vượt đến 30 triệu nữa. Nên nó đắt là đắt ở đấy. Cho nên bác tầm bác chưa đến mua tầm này thì không cần phải mua xe này. Nhưng mình cứ nắm cho sướng. À, nhưng mà chân trống này zin nó khác hẳn chưa? Thấy không? Đấy. Nhưng đây xe mọc lên để bác nhìn cái chắn xích nó đẹp không? Cái này còn zin này. Cái chân sau còn zin này. Ông để chân sau lô rồi. Lô rồi á? Vâng. Chân sau lô rồi. Chân sau zin nó phải chỗ này nó không nó nhẵn thín. Nó có đầy cái cả zin nhá. Đấy. Xe xịn hình như nó dài hơn, xe nó dài hơn. Đấy. Nhìn trong tổng hành xe nó dài hơn. Còn xe những cái xe mà anh em giật được rồi thì nó không phải. Cái này nó em không muốn tranh luận nhiều này. Khi bác đã không thích xe giật nhá thì em có là giờ đối biển nó không thích. Cho nên bọn em làm nghề nó khổ lắm. Bây giờ như nếu như trường phái này thì em cảm thấy bác là người thích xe mộc và bác là thích xe mới này. Em nói thẳng luôn này, em chỉ nhường qua nó biết. Vì khi bác thực ra cái con mà đuôi ngoài cùng như kìa, bác nói cái này là đúng mắt bác đấy, tầm tiền đấy. Nó thật là bác nó có giá đâu, con ấy tầm 43 triệu em bán. Đấy. Nhưng 43 triệu nhưng nó cứ mộc 43 triệu nhưng bác đấy bác ấy nó không thích. Thế thì làm sao bác thích con này được? Này con xịn thì mình bị nặng hơn cũng là cái kia. Nhìn thấy nhìn đồ nó không? Chuyện cân nặng nó hơn chứ bác. Bây giờ em nói thẳng luôn cái đồ lô bây giờ của nó chỉ có 5 lạng. Nhưng đồ zin nó chịu nó cân rưỡi cơ mà. Đấy, trải nghiệm với nhà em thì cứ thoải mái. Để bác không mua nhưng... Mà này biển này biển cổ đấy. Biển đẹp đấy, 2772 đấy. Xe thì nhiều, bác cần chẳng qua là nó không có... Không có một con xe mộc nào dưới cho bác đi, bác mới hiểu cái xe mộc đi nó khác hơn nhiều. Ông này bảo anh tiếc lắm anh, nhưng mà anh thích cái tem này với anh. Vì mình mua người ta. Người ta bảo ta thích thì ta thay thôi. Bán tao chịu vẫn giá. Nhưng nếu ta giữ được những loại khác thì bọn em lại tìm cái bình khác ném vào. Đấy. Cái tầm 40 triệu, 50 triệu ngoài đầu bán rất dễ. Nhưng tầm 60 trở lên bán rất khó. Nó kén khách, người ta phải hiểu về xe. Thôi anh cảm ơn kia rồi nhá. Vâng. Thế là mất con kia rồi đúng không? Em bảo anh rồi. Đúng nhá, rồi anh biết địa chỉ hôm nào anh nhá. Hôm nào bác cứ xuống đây. Anh ghi cái của em. Hôm nào bác cứ xuống đây nó phải thoải mái. Bác đi một vài con mộc. Đấy. Em bảo rồi, còn 50 triệu đấy anh không lấy em cũng lấy mà em bảo rồi. Em nói câu đấy là bác biết rồi. Phí mất. Hôm nay phải quyết ngay. Lãng phí quá.
Thế đúng rồi. Mới cả bác nhớ nhá, nếu nó đổi sang biển 5 số rồi thì giá nó chỉ nó mất nhá. Vâng. Đấy. Tối cho lên luôn. Vâng, chào chị nhá. Đấy. Vâng. Vâng ạ. Em chào chị nhá. Thế bắt tay nhá anh mày. Thôi bảo anh ấy trải nghiệm con đi cà phê thôi. Thực ra cái này nó đam mê mà. Đấy, bác về nhá. Đấy, khách đến trải nghiệm thoải mái anh em nhá. Mua bán hay không không quan trọng nhưng phải trải nghiệm vui vẻ anh em ạ. Đấy, còn nhấn mạnh cho anh em là nhà em giá lạ cũng có, giá lạ cũng có anh em nhá. Còn đồ zin hay đồ đô là em vào theo yêu cầu của anh em. Đấy, tiền nào của ấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận được giá trị xem bao nhiêu. Đấy, cảm ơn anh em nhá. Tạm dừng video, chào tất cả anh em.